Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Rồng Sinh Tồn. Và hiện tại thì mình đã sở hữu một cái đôi cánh có thể giúp mình bay lượn vô hạn luôn nè. Thế nhưng mà cái vấn đề mana của mình thì nó không vô hạn giống như cái việc bay á. Thành thử ra là mình cũng sẽ giải quyết nó trong ngày hôm nay thôi. Và mình vừa tìm ra được một thứ có thể giúp mình sử dụng cái nguồn năng lượng rồng một cách thoải mái luôn, không lo hết. Và cái thứ đó thì bắt buộc mình phải chế tạo từ những cái nguyên liệu nó hơi đắt một xíu. Đầu tiên là mình phải có những cái vàng địa ngục. Nhưng mà cái vàng địa ngục này là nguyên một cái quặng nha, chứ không phải là những cái hộp vàng đâu. Cái tiếp đến là một cái trái tim rồng Elder nè. Wow, cái này là phải chế tạo cũng khá là đắt đấy. Giờ thì chắc mình sẽ bắt đầu tìm nguyên liệu chế tạo luôn đi nha. Đầu tiên là cái vàng. Mình cần phải làm một cây cúp có dòng mềm mại để có thể lấy được cái loại quặng đó. Mềm mại thì trong rương chứa sách của mình thì mình có một quyển, đúng như giống một quyển mềm mại luôn. Giờ thì đã tới lúc dùng tới nó rồi. Mình sẽ ghép nó chung với cây cúp cũ của mình. Có đắt quá không ta? 4 cấp. Ok, ghép tạm đi, sẵn tiện sửa nó lại một xíu luôn cho nó full đồ bền lại. Rồi, nội làm cây cúp này thôi là tốn hết 8 cấp rồi đó. Hơi bị đắt đó nha. Rồi sau đó thì mình sẽ lập tức đi qua địa ngục để mình tiến hành đào những cái quặng vàng địa ngục thôi. Tuy nhiên thì mình vẫn có thể sử dụng kỹ năng đó chính là xoay mòng mòng nha. Vậy là 11 ở dưới dung nhà mình có thể sử dụng được phong cách chiến đấu mới này. Khá là hay. Rồi đây nó còn có cái quặng gì vậy? Ồ, đây là ngọc lục bảo. Tuy nhiên đây là hàng hiếm nha. Cái này mình có thể kết hợp với một ít cái Pandorite để làm được một cái quặng xịn hơn, giúp mình có thể nâng cấp được cây cúp ấy. Mình thấy độ bền của nó khá là nhiều này, tốt hơn cả cúp Netherite luôn. Wow, thì ra dưới địa ngục lại có loại quặng xịn tới vậy à. Xịn hơn cả Netherite. Để mình đi tìm thử coi. Này đây có cái quặng Emeraldite nữa nè. Nó khá là giống ngọc lục bảo luôn. Ủa mà khoan, ủa mình xuống đây là để mình đi tìm vàng mà ta. Ừ nhờ, tí nữa là lạc đề rồi. Đây, để mình ghé vào chỗ này. Mình thấy vàng rồi. Đào về. Được mấy cái? 8 quặng. Ồ, 8 quặng là dư sức rồi đó. Tiếp theo thì mình cần có một cái trái tim Elder. Cái đó thì mình sẽ có hai lựa chọn. Thứ nhất là mình có thể chế tạo nó cũng được, nhưng mà nó sẽ tốn hai cái vụn Netherite. Thứ hai là mình có thể đi farm. Ờ, à, đây, cái mới nói farm, gần đây có chỗ mới tên Bitlin luôn. Mình sẽ ghé qua đây để mình farm những cái vụn Netherite nè. Biết đâu mình hên á, mình lại có thêm kiểu như là trái tim luôn thì sao. Bữa mình yếu á, cái là mình vô đây mình hơi rén. Nhưng mà bây giờ khác bọt rồi, mình đã mạnh hơn, nên là mình sẽ vô đây farm một cách tự tin hơn ha. Nhưng mà không quên là lấy thêm vàng. Hôm qua mình đã dùng rất là nhiều vàng để trao đổi với cái cô công chúa ở nhà, nên là bây giờ mình đã trở thành hộ nghèo vàng rồi. Phải chăm chỉ cày vàng lại thôi. Farm cả buổi trời thì cuối cùng nó cũng chịu rơi ra cho mình một trái tim rồi nè. Đỡ phải về chế tạo rồi. Ok, giờ thì chắc mình đi về được rồi. À, còn thiếu gì không nhờ? Công thức hồi nãy nó ghi là còn thiếu. À, magma với cả là đá ba gian. Đây. Đá ba gian có luôn. Magma thì cũng có luôn ha. Magma tiếp bên này lắm. Lấy một ít về. Hai. Còn xô nhung nham thì chắc mình phải chế tạo rồi đó. Mình sẽ lấy sắt làm một cái xô. Rồi múc nhung nham về thôi. Ok, giờ thì mình có thể đứng ở đây và bấm cái công thức cũng được luôn. Ồ, nhưng mà khoan, nó còn thiếu một loại đá. Ồ, trên kia có luôn kìa. Uầy, gần như những thứ mình cần để chế tạo nó đều có ở dưới địa ngục này hết luôn. Vậy thì tốt quá. Giờ thì mình sẽ ấn công thức này, thì mình sẽ làm ra được một cái cave sword of magic. Dạ, và cái này chính là thứ mình đang rất là cần luôn nè. Cái gì đây, cái gì đây? Sao cái nấm này lại muốn ăn thịt mình vậy? No. Đi ra chỗ khác đi. Cái này mình sẽ đặt xuống thử ha. Nó sẽ trông như vậy. Wow, nhìn xịn thiệt sự luôn. Trên này nó có hình đầu rồng nè. Mình có thể leo lên. Và trong này mình sẽ còn phải cho những cái bụi elder vào. Đó là thứ khá là cần thiết cho cái
Cái này gọi là cái giường đi nha. Khá là cần thiết cho cái giường rồng này. Đó, giờ thì mình sẽ lấy và mang về thôi. Cái gì chứ mấy cái bụi elder thì mình không có thiếu. Để mình vô nhà mình lấy, mình cho vào cái này mới được. Rồi, cái giường mình sẽ đặt xuống. Ủa, cái này nó cần khu vực 3x3. Đó, nó khá là bự luôn. Rồi, cho vào đây một cái bụi elder. Cho vào. Và bây giờ thì cái giường của mình đã có nhung nham lấp đầy rồi kìa. Ui. Ui mà không được, cái này nguy hiểm lắm nha. Tại vì bước lên đây là sẽ bị mất máu rất là nghiêm trọng ấy. Ghê lắm. Đây ví dụ nè. Ui ui đó đó đó. Đó, chưa gì là kỵ sĩ rồng là test thử rồi thấy chưa? Cái này là có giáp nên là mất ít máu thôi. Chứ ví dụ mình bắt bò mình dục vô đây nè. Đó. Một xíu là có bò bít tết ăn luôn ấy. Ui ui, ồ tôi xong rồi. Đó, giờ có bò bít tết ăn thiệt rồi đó. Nhưng mà cái này thì nó sẽ tiêu tốn khá là nhiều những cái bụi elder. Ở đây nó có ghi chú thích nè. Nó sẽ tốn cỡ một cái bụi elder cho 10 giây mình sử dụng một cái kỹ năng ha. Ví dụ mình có trái tim thì mình có thể cho vào luôn. Thì nó sẽ có thời gian lâu hơn là cỡ 1.000 giây lận. Tuy nhiên thì mình thì không có trái tim nên là mình sẽ dùng tạm bụi elder đi. Cũng khá là ok. Mình sẽ đỡ phải lo về cái vấn đề là hết mana khi mà chiến đấu nữa. Giờ mình sẽ thử ra ngoài, bay một vòng và test kỹ năng coi. Coi coi khi mình phun lửa chẳng hạn thì sẽ tiêu tốn mana hay không. Ủa sao nó vẫn tốn ta? Ủa là vậy? Ơ nó vẫn tốn mana của mình cơ. Ủa vô lý vậy? Chưa, ví dụ để hết cái thanh năng lượng rồng của mình coi nó có tốn kinh nghiệm không. Đó. Ôi. Ủa sao kìa. Ôi khoan, từ từ. Ủa, có gì đó sai rồi. Ủa sao nó vẫn tốn năng lượng rồng của mình với cả là thanh kinh nghiệm của mình luôn. Là sao vậy? Trong khi cái này nó ghi rõ ràng cái công dụng đó chính là giúp mình có thể có được cái lượng mana vô hạn. Có cái sự lừa gì ở đây hay sao nè. 35, ví dụ 35 đi. Giờ mình dùng kỹ năng này. Kỹ năng tăng giáp của mình. Bùm. Nó vẫn là 35. Rồi mình dùng kỹ năng tầm nhìn trong dung nham. Nó vẫn không giật cái này. Là sao nhờ? Không lửa. Ôi, chưa, từ. Cô chừng trái nha. Quên. Để xem. Đó, nó dùng kinh nghiệm của mình chứ nó đâu có dùng cái này đâu. Là sao nhờ? Ôi, trời, đang bay thì bị đói á. Ôi, có vụ này nữa. Trời, đang bay thì mình đói rớt này luôn. Nguy hiểm thật. Rồi để mình test lại coi. Sao nó vẫn không hết cái việc mà mình tốn mana nhờ. Lừa rồi. Quả cầu cực mạnh. Mình sẽ test thử tất cả các kỹ năng luôn coi. Đó, các bạn thấy đấy. Cái thanh kinh nghiệm của mình vẫn mất kìa. Rồi luôn, mình lại bị bịp rồi. Ê. Ui. Cái này đặt trong nhà nguy hiểm quá. Cái này chắc mình phải đem về ở một chỗ nào đó nó an toàn hơn mới được. Chứ đặt ở trong nhà ngựa hoặc là kỵ sĩ rồng của mình đi vô là bán muối luôn á. Mình sẽ đặt ở ở đâu vậy ta? Ở bên này đi. Ê, ở đây có thanh niên nào nè. À, thanh niên này dám lợi địa bàn của mình à. Làm gì? Trộm cắp hay gì? Đây là Tron Villager. À, đây là một dân làng Tron. Nhìn có vẻ nguy hiểm nhưng mà khá là thân thiện, không có đánh mình nên là thôi, tha mạng á. Còn cái giường lừa đảo này thì mình sẽ đặt ở ngay đây đi. Chỗ này mình thấy vừa khích luôn á. Từ. Chỗ này 3x3 nè. Đó, đặt xuống. Rồi, cho tiếp mấy cái này vào. Ủa sao lại ta? Hay là bây giờ mình chưa đủ tuổi nên mình chưa có thể dùng được cái này nhờ?
Cũng có thể lắm. Vậy chắc mình phải đi cày những trái tim để mình ăn vào cho mình đủ tuổi coi. Hiện tại mình đã 23 trên 26 tuổi rồi. Còn 3 tuổi nữa là mình đạt cái mức là kiểu như là rồng bự bự rồi đó. Giờ mình mới là rồng trưởng thành thôi chứ chưa phải là rồng kiểu thâm niên á. Mình sẽ cần bay tới chỗ của mấy thanh niên Bích Liên thông báo. Đó là nơi khá là thích hợp để mình có thể cày những cái trái tim ấy. Ô, con đầu tiên đã cho mình rồi nè. Khởi đầu có vẻ khá là suôn sẻ đấy. Cố lên, thêm 2 trái tim nữa thôi. Ô, thêm 1 trái tim nữa. Ô, đủ luôn rồi kìa. Đỏ vậy. Vậy vậy là mình đã đủ số lượng 3 trái tim Elder rồi. Giờ thì mình sẽ thưởng thức 3 trái tim này. 1, 2, 3. Rồi. Giờ thì... Oh my god. Giờ mình đã trưởng thành rồi nhưng mà nó lại tiếp tục tăng rồi. Nó lại tiếp tục tăng cái số lượng trái tim cần hấp thụ để có thể lớn hơn nữa. Giờ thì thử về nhà và test kỹ năng coi nó có bắt đầu dùng được cái khay suột up magic này chưa. Kỳ thế nhờ. Nãy giờ sao quân cái buổi rồi đó. Đây mình sẽ phun lửa một lúc cho nó tiêu tốn hết cái thanh năng lượng rồng của mình đi. Rồi coi coi nó có bắt đầu dùng cái mà mình mới đặt xuống chưa ha. Rồi sắp hết rồi nè. Không, nó vẫn dùng cái thanh kinh nghiệm của mình thay vì là dùng cái này. Mình nghĩ là cái này nó đang gặp một cái lỗi gì đó chẳng hạn. Thành thử ra là nó không thể giúp mình có thể có được một cái nguồn năng lượng rồng một cách vô hạn được. À, ra vậy. Mặc dù mình đã đổi cái nguyên liệu cho vào nhưng mà nó vẫn không có sự khác biệt ấy. Nên là thôi. Coi như là công sức nãy giờ của mình đổ sông đổ biển. Được cái là có thêm vài trái tim với lại là trưởng thành hơn được một xíu. Quay, sắp tới thì chắc mình sẽ tốn khá là nhiều cái trái tim Elder thì mới có thể đạt được cái kiểu như là cái tuổi cao nhất có thể. Rồi, bây giờ thì chắc mình sẽ làm tiếp cái công việc còn lại trong ngày hôm nay. Thứ nhất, đó chính là mình sẽ nâng cấp cái ba lô của mình lên. Tại vì bây giờ là cái ba lô của mình nó có vẻ không đủ để chứa những cái món đồ trong những chuyến khám phá gần đây của mình nữa. Đầu tiên thì mình sẽ cần có bột nhuộm nè. Bột nhuộm màu xanh nước biển. Cái tiếp đến là mình sẽ cần có cỡ 11 viên kim cương. Cuối cùng là thêm 2 cái rương nữa. Bây giờ thì nâng cấp cái ba lô của mình lên thôi. Mình sẽ đặt theo công thức giống như vậy. Cho 2 cái rương hai bên. Tan tan. Mình sẽ có được một cái ba lô kim cương. Và bây giờ thì nó đã rộng hơn khá là nhiều rồi nè. Tha hồ cho mình chứa đồ khi mà đi khám phá luôn. Bữa nay thì hơi đặc biệt một xíu. Mình sẽ không khám phá ở bên thế giới thường ngay ban đầu, mà mình sẽ bay qua thế giới kết thúc. Vì hôm qua mình đã có một trận đại chiến với con rồng Ender. Thế nhưng mà mình chưa có kiểu như là đánh bại được nó. Thế nhưng mà mình vẫn muốn có một cái máy farm Enderman để cung cấp cho mình một cái nguồn kinh nghiệm dồi dào hơn. Nên là bây giờ mình sẽ đi qua đó để khảo sát địa hình, coi coi có chỗ nào tiềm năng để mình làm máy farm hay không ha. Mặc dù bây giờ mình đã khá là bự rồi, đã 29 tuổi rồi, thế nhưng mấy cái chỗ hẹp hẹp về mình vẫn có thể khom khom người và chui qua được ha. Vậy tính ra cũng có cái hay. Rồi, giờ thì mình sẽ trở lại thế giới kết thúc. À, con rồng thì vẫn còn đó. Lần này có nên bam nó luôn không ta? Mỗi lần bam nó mình lại ám ảnh cái việc là bị văng game ấy. Sợ thật. Hôm qua đánh nó mấy lần là văng game hết mấy lần luôn. Nhưng mà ở đây không có Enderman, lấy gì mình farm Enderman được ta? Ồ, các bạn thấy có lạ không? Nguyên một cái đảo to đùng vậy mà không có một bóng dáng người Ender luôn á. Ôi da, ôi da, trời, con rồng nó tấn công giám sát mình cơ. Ui, ghê thiệt. Mình sẽ thử bay theo nó phun lửa nó coi. Đó, con rồng này nó đâu có bị dính sát thương từ lửa đâu. Nên là mình dùng lửa tấn công cũng như không à. Dùng quả cầu lửa thì sao? Cái này chắc hên thui là tấn công được nè. Cũng không gây được đam cho nó. Chặt nó. Ok. Rồi, mình đã hạ được nó rồi. Bay lên mà hạ nó luôn. Mình đoán là 2 giây nữa dăng game nè. 1 2 Ủa, không dăng game à? Ý, bữa nay hết dăng game rồi. Ê. À, bây giờ mới dăng game nè. Vậy là biết rồi ha.
Con rồng này là không được đụng vô nó đâu. Nó là chùm game này á, đụng vô là nó cho mình gian game luôn á. Thế nên là mình sẽ bay tới những cái đảo lân cận để mình xem coi có cái đảo nào tiềm năng không, thì mình sẽ làm thử một cái máy farm Enderman ở đó. Ồ, mình thấy ở đâu cũng vậy thôi. Kiểu Enderman rất là ít luôn á. Ồ, xuất hiện lác đác à. Vậy là mình hiểu rồi, trong đây nó không cho phép mình có thể cày kinh nghiệm một cách dễ dàng bằng cách làm những cái máy farm Enderman á. Ở đây Enderman nhiều ta. Ui. Ui, hình như mình mới thấy Enderman đột biến. Oh my god, thiệt. Ở đây còn có Enderman đột biến nữa. Sáu tay. Yêu. Ghê vậy. Ví dụ mình phun lửa như Enderman né được không? Cái gì? Cái lửa của mình qua bên đèn này cái nó thành ngọn lửa màu màu tím tím giống như con rồng Ender này. Ra là vậy. Chỗ này mình thấy cũng tiềm năng làm máy farm Enderman phết đấy. Hay là bây giờ mình sẽ thử về nhà mình lấy nguyên vật liệu rồi mình làm một cái máy farm ở đây ha. Nếu được thì mình sắp tới mình có thể cày cấp rất là dễ dàng và sau đó nâng cấp cái dàn kỹ năng của mình lên để mình trở nên mạnh hơn và thuận tiện hơn trong cái những trận chiến hay là những chuyến phiêu lưu của mình. Hợp lý á. Đi về lấy nguyên vật liệu nào. Nó cũng không quá đắt đâu, chủ yếu là những cái block xây dựng thôi. Đầu tiên thì mình cần phải làm một cái cột đá cuội đi xuống tít cái tầng thấp nhất ở cái khu vực này. Và cách đơn giản nhất để làm cái cột này là mình sẽ đổ nhung nham xuống, đợi cho nó chảy xuống tới dưới thì mình sẽ đổ thêm xô nước nữa. Vậy là xong rồi. Ôi, cái gì đây? Quá tệ. Cái gì đấy? Mấy cái tên niên này láo ấy nhờ. Người ta đứng đây làm việc thôi mà cũng lại la hét nữa. Khó tính đấy. Rồi, tiếp theo là đổ xô nước xuống. Vậy là mình đã nhanh chóng có được một cái cột đá cuội rồi. Công việc còn lại của mình là kéo dài cái con đường bằng lá này đi tới thật là xa luôn, tới khi nào mà mình không nhìn thấy cái đảo này thì càng tốt. Như vậy thì cái máy farm của mình sẽ có được nhiều Enderman nhất có thể luôn. Sau khi đã không còn thấy bóng dáng của cái đảo nữa thì mình sẽ làm một cái khu vực nó có hình dạng như vậy. Gồm 9 cái hopper, cái này dùng để hứng ngọc Ender thôi, nhưng mà chắc mình cũng không dùng tới nó lắm, chủ yếu là kê lên cho nó cao một xíu, thuận lợi hơn cho việc mình farm Enderman nè. Ngoài ra thì mình cũng sẽ xây một cái trụ cao tít lên trên. Cái đường ống này cao sẽ cỡ 40, cái này mình đang xây dở, cỡ 45 ô á. Cỡ cỡ đấy thì Enderman rớt xuống sẽ còn có một tí tẹo máu à. Mình chọt lét nó cái là nó đi liền à. Như vậy thì mình sẽ cày kinh nghiệm rất là nhanh á. Sau khi đã đạt được một cái độ cao như mình mong muốn, mình sẽ bắt đầu kéo về mọi hướng là cỡ 13 ô. Rồi sau đó nối lại tất cả các hướng với nhau thành một cái mặt sàn nó khá là bự á. Tha hồ cho Enderman xuất hiện luôn. Có cái sàn bự chà bá như vậy rồi thì mình sẽ chuyển sang là đặt những cái cửa sập xuống. Xong rồi thì xây lên một xíu để mình bắt đầu set up cái chỗ triệu hồi cái con rận Ender ha. Đặt cái này xuống. Thêm một cái cửa sập ở trên đi. Giờ thì làm chỗ bé bé để mình tiến tới cái công đoạn cực nhất trong cái việc làm máy farm này. Đó chính là tạo ra con rận Ender nè. Ok, mình sẽ cần đặt đường ray xuống. Thêm à quên, chưa chưa chưa, đi 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 săn Enderman cái đã. Quên nữa. Không săn Enderman là không có ngọc đâu mà phóng á. Hello. Cho xin tí tí ngọc bạn ơi. Mình có cái cây kiếm rồng băng có dòng nhạc ba á, nên là cái việc săn ngọc này sẽ không quá khó đối với mình đâu. Một tí thôi. Đấy. Giờ thì nhào vô đây và bắt đầu hành hạ bản thân nè. Không xuống. Tới khi nào mà nó xuất hiện cái con rận thì ơi. Ui dạ, đau nha. Chắc mình phải bật kỹ năng tăng giáp lên cái đó. Hy vọng là tăng giáp lên thì nó sẽ đỡ mất máu hơn ha. Ui có vẻ nó cũng vậy à, nó không đỡ mất máu hơn đâu. Yêu. Ồ đây rồi, đây rồi, đây rồi. Yay. Cuối cùng cũng tạo ra được nó. Mình sẽ đặt cho nó cái tên. Ui, cái gì? Đâu ra con vẹt vậy? Ủa? Trời đất ơi! Con vẹt vô duyên này! Có vẻ là con này nó có cái hướng bay á, nên là thỉnh thoảng nó sẽ tạo ra được vẹt ấy.
Không được rồi, phải giết con rận đó thôi. Triệu hồi con rận mới. Thiệt luôn á. Khó đỡ thật sự. Đây đây, có con rận mới nè. Mình phải nhanh chóng đẩy nó vô cái xe mới được. Rồi ok. Đặt cho nó cái tên đi. À không, đặt tên cho nó trước đi. Rồi đẩy nó vô xe. Làm ngược lại có vẻ không được. Bây giờ nó cắn mình đau quá. Rồi ok. Giờ thì mình có thể dỡ bỏ cái này ra được rồi. Để chắc cú hơn thì mình sẽ đặt trên đầu nó thêm một cái cửa sập nữa. Rồi bây giờ thì đập những cái block không cần thiết ra. Ôi nhưng mà sao không thấy Enderman xuất hiện trên này nhờ. Ơ hay. Lạ vậy. Ủa thường thường làm tới công đoạn này là Enderman xuất hiện rần rần rồi. Sao lần này lạ thế nhờ. Không biết có trục trặc gì không nữa. Để mình sẽ thử rời khỏi cái khu vực này một thời gian coi. Rồi sau đó quay trở lại để cho nó lót cái chân lại. Xem coi có xuất hiện Enderman không nha. Không thôi là công sức nãy giờ đổ sông đổ biển á. Ui, hình như không xuất hiện thiệt. Ủa lại ta. Really? Hay là không cho mình làm mấy farm Enderman để có thể có được kinh nghiệm dễ dàng trời. Vậy thì... À đây rồi, đây rồi. Xuất hiện rồi. Quay lại cái nữa coi. Lần này mình đi xa hơn rồi đó. Xuất hiện đi mà. Ôi sao xuất hiện có một hai tên vậy. Đã vậy còn không thèm quan tâm tới Enderman, Endermite của mình nữa. Lại ta. Ôi cái ngày bất ổn của mình nữa rồi. Ê cái gì. Ôi chú cha mời. Enderman cưỡi vẹt bay lên tìm mình ạ. Ôi nhưng mà thứ mình quan tâm bây giờ là cái máy farm kìa. Sao nó không hoạt động ta. Ủa mình có làm sai ở đâu hả. Mình đã thử đổi lại thành những cái đá end rồi đó. Coi coi lần này có xuất hiện hay không nha. Có không nè. Vẫn không có một cái bóng dáng Enderman nào luôn. Vậy thì chịu rồi. Như vậy thì không cho mình cày kinh nghiệm bằng những cái máy farm kinh nghiệm phổ biến rồi. Chắc là mình phải cày chai nữa rồi đó. Bằng cách là đi chiến đấu đánh bại quái vật đồ á. Ok. Ủa? À, ít ra trong cái rủi nó còn có cái hên. Lần này thì mình đi tìm được một cái thành phố kết thúc bự nè. Có thuyền kết thúc luôn. Tốt, tốt, tốt. Mình sẽ ra đây mình lấy cái đầu rồng trước. Vô. Ôi dạ. Ok. Ủa? Nhưng mà không sao. Khi mà mình bị dính đòn đánh từ con Suker, mình có thể bay lên là có thể miễn nhiễm được luôn rồi. Quá đã luôn. Không sợ mấy con Suker nữa đâu. Rồi dưới này coi coi. Đó, vẫn quen thuộc là nó sẽ có những cái rương. Và trong này thì có cái cánh cứng rồi ha. Mình thì không cần lắm. Nhưng mà vẫn lấy cho có đúng tục lệ. Rồi, và trong rương thì rất là nhiều đồ luôn. Cung nỏ kim cương đâu nè. Kiếm. Lại là kiếm. Kim cương rồi một cây cúp. Ok. Bên này vẫn là kiếm tiếp. Cho mình khá là nhiều vũ khí luôn. Wow. Lượm về hết. À không biết nỏ mình có thể cầm được không ta. À nỏ vẫn không cầm được. Cứ vũ khí tấn công tầm xa là sẽ không cho mình cầm ha. Tiếc thiệt cái chứ. Rồi. Giờ thì mình sẽ tới cái chỗ trung tâm của thành phố nè. Chỗ này thì mình đoán là cỡ mấy cái rương ta. Một chỗ có rương. À cái thành phố này hình như có hai chỗ có rương thôi. Ok. Có là tốt rồi. Rương đầu tiên là cho mình xẻn hiệu suất đồ nè. Rồi cái rương dưới này. Ủa dưới này không có rương. Vậy là mình đoán sai rồi. Cái thành phố này chỉ có đúng một cái căn phòng này là có rương thôi. Man. Ok nhưng mà không sao. Ít ra thì mình có được cái đầu rồng mang về làm chiến lợi phẩm là ok rồi. Công trình tiếp theo mà mình gặp trong cái chuyến khám phá thế giới kết thúc lần này là cái này giống như một cái biệt thự à. Giống lắm.
Nó còn có những cái con rận bảo vệ bên ngoài nữa nè. Why? Ghê vậy. Ê có room. Hình như đây là cổng vào luôn hay sao á. Thôi kệ, không biết có phải cổng hay không, nhưng mà vô lượm đồ trước đi tính tiếp. Đi ra nha. Chỗ người ta lượm đồ à. Chui vô. Bây giờ mình bự quá, mình chui vô không lọt rồi. Để mình đào cái bức tường này ra. Đó, giờ mới chui vô lọt nè. Ý, trong đây có những cái đồ xịn nhá. Có lý, có lý. Tiếp tục là rương nè. Ô, nhưng mà trong đây nó có những cái bẫy. Ê, cẩn thận nhá. À, dưới sàn còn có bẫy rồng nữa à. Ghê vậy. Đây, có đồ mới nè. Một cái phao. Cái phao này cho phép mình bơi lội trong không khí luôn hả? Really? Một xíu về mình phải test mấy cái món đồ mới này mới được. Giờ tập trung khám phá công trình này trước đi. Ê, lần này thì có kim cương đồ các thứ nè. Áo sửa chữa luôn. Thêm một cái búa chiến đấu nữa. Ôi, rung bự. Ủa nhưng mà trong đây yên tĩnh vậy ta? Không có con nào canh gác à? Chỉ có mấy con rận vậy thôi á. Oh. Thời mình tới rồi. Như vậy hôm nay chưa hẳn là mình xui đâu. Ít ra mình cũng may mắn khi mà gặp được những cái công trình cho mình đồ cả đống như vậy nè. Ôi, nhưng mà để ý dưới sàn nha. Nãy giờ đi mình hơi bất cẩn á. Oh. Ui, nữa. Đó, đó. Dính bẫy là rất là thốn máu luôn. Hết rồi. Oh. Chỉ có vậy thôi. Ui, ở trung tâm nó còn có cái rương nữa nè. Chờ để mình xử con Suker đi. Cũng như là xử mấy con rận. À, mình phun lửa, mình có phun lửa mà ta. Quên nữa. Mình sẽ thiêu rụi nó. Oh no, nó bị nhiễm với lửa. Oh. Căng vậy. Số lượng của nó xuất hiện ngày càng nhiều. Ôi, nhưng mà khoan. Nó có một cái cần gạt kìa. À. Nó còn đường dẫn xuống dưới nữa. Ra là vậy. Vậy là công trình này không chỉ có ở trên đâu mà còn có ở dưới nữa. Ây da, ây da. Lại dầm bẫy tiếp rồi. Để mình chui xuống dưới thử. Ui, lại là một cái tầng hầm à. Wow. Ở dưới này có rất là nhiều bẫy luôn. Phải cẩn thận mới được. Lại rương tiếp. Trong rương này có gì nào? Cái Suker box. À, có đồ nha. Lấy luôn. Vừa lại được cái rương Suker mà vừa có thêm đồ bên trong. Ê, trong này có boss. Ui, hên, nó đánh hụt. What, trong này có boss à? Căng rồi. Thì ra mình đi nhầm chỗ rồi. Nhưng mà không sao, mình sẽ chủ động vô chiến đấu với nó luôn. Biết đâu mình lại hạ được nó. Ý, nó bị nhiễm với đòn đánh của mình. Ây. Ui da, nó mạnh vậy. Ow. Đánh giáp lá cà. Mình đánh giáp lá cà với nó. Ui, nó đập. Lửa. À, nó bị nhiễm với lửa. Mình sẽ đánh cận chiến nó. Nhưng mà nó cũng khỏe lắm. Mình còn phải ăn một cái nữa để cho chắc cú là hạ được nó. Đầy rồi. Và con boss này cho mình một cái Void Core. Cái này cho phép mình triệu hồi ra những cái cổ ngữ Void. À, là cái này hả? Uầy. Hỉ. Có đồ ngon. Trong rương còn có táo vàng. Oh. Ôi, ít ra con boss này nó còn dễ sơi hơn cái con boss lần trước mình đánh dưới địa ngục nha. Ồ, mình thấy vậy. Ui, có khi nào con này là con em không? Rồi mình đi một hồi cái mình sẽ gặp cái con anh nó bự hơn và nó khủng hơn con này thì sao? Ủa, cũng có thể lắm. Để mình... Ui, chính xác thiệt nè. Ê, nó còn một con anh khác ở đây. À, bây giờ mình có cổ ngữ rune rồi. Yêu, nó bị nhiễm với cái phép thuật này. Căng chưa? Nhưng mà chắc mình có thể chiến đấu được á. Hồi nãy mình có thể hạ được con kia mà. Quan trọng là mình phải né được những cái đòn này. Không là mình sẽ mất nhiều máu lắm. Rồi. Giờ thì tập trung tấn công nó. Ui, sao nó đánh đau vậy? Tiếp tục. Yeah. Kinh nghiệm lần trước đã giúp mình hạ được nó rồi.
và nó vẫn rơi ra cho mình cái cổ ngữ rune này. Nó không có công thức chế tạo liên quan ấy. À, có dấu đồ dưới không? À, có vẻ là không có. Ơ? Ở dưới nó vẫn còn đường. À. Ôi thôi xong rồi. Ôi no. Mình chưa. Bây giờ mới chính thức là boss của cái tòa tháp này. 150 máu. Ui da nó trâu vậy. Ui nó bắn ra những cái đòn đánh su cơ cơ. Ui nó đục phát nào phát nấy là hốn phát đó. À. Mình cần táo vàng, mình cần táo vàng. Táo vàng, táo vàng. Ui mình không có đem theo táo vàng rồi. Ui may quá, né được. Tiếp tục đánh đó. Ui nó đánh đâu á. Mình phải liên tục ăn để hồi phục lại mới được. Mình sẽ thử tấn công bằng quả cầu lửa của mình, xem coi có tác dụng với nó hay không. Nó bị nhiễm. Còn lửa thì sao? Ui né được, né được. Lửa cũng không có tác dụng luôn. À, mấy con boss ở bên thế giới kết thúc này khó chịu quá. Tại vì nó có thể miễn nhiễm được với cái năng lực mạnh nhất của mình, đó là lửa. Né né né. What? Ở dưới còn một tầng nữa. Ui. Nhưng mà bây giờ mình cần hồi phục lại. Không phải, không thể bất cẩn được đâu. Ui nó tung trưởng lên trên. Wow. Wow 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 wow. Ui ui nó dậm. Này thì dậm, mình gần làm được rồi. Nhưng mà phải cẩn thận nha. Một tí máu cuối cùng. Yo. Mình đã hạ được nó rồi. Yes. Và ố, nó cho mình cái gì kìa. Hình như nó cho mình một cái găng tay để mình nhặt vô thử. Nó cho khá là nhiều đồ luôn. Đây, nó cho mình một cái găng tay bảo vệ. À, găng tay hiệp sĩ gì đó. À, cái này mình có thể vận sức. Và khi tung đòn. Ủa, sao chưa tung đòn được? Cái này có 11 sức tấn công lận. Mình có thể đẩy lùi được kẻ địch đó nhưng mà chưa biết đẩy lùi kiểu gì nè. Để mình tìm một kẻ địch nào đó để mình test thử mới được. Chứ cái công dụng chính mà nó ghi trong đây là vậy á. Đẩy lùi kẻ địch bằng cách là chụp phải. Tí nữa là mình đi luôn rồi đó. Mình không có lục soát thêm á. Là bỏ sót con boss ở dưới rồi. Rồi còn về cái găng tay này mình có thể. Ủa sao mình không đẩy lùi được nha. Mình sẽ test thử cái găng tay này trên trên Enderman ha. À đâu. Pull. À là kéo. À no no no. Cái này có công dụng là kéo những cái địch ở xung quanh lại gần mình. Nè 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 nè. Mình có thể lôi kéo Enderman lại mình nè. À, kiểu như mình có sức hút mãnh liệt vậy á. Trời ơi, mình là một chú rồng có sức hút nha. Nè nè nè. Không cần làm gì Enderman cũng đi lại gần mình nè. À ra là vậy. Nó hút chứ không phải là kéo nha. Ok. Chuyến này đi về quá trời đồ mới luôn rồi. Giờ thì mình sẽ đáp xuống dưới và bắt đầu test những món đồ mới thôi. Trong đó có một cái giống như là cái phao hồng hạt nè. Đây mình sẽ thử đeo vào người. Đeo chỗ nào ta? Ôi ôi trời mưa trời mưa. Ê, 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 ê. Mới về tới nhà là trời mưa luôn rồi. Đây mình đã đeo vô rồi nè. Đây để coi coi bơi cái gì nha. À mình biết rồi. Công dụng của nó kiểu tương tự tự cái hiệu ứng rơi chậm nhá. Chứ không phải là mình được bơi lội các thứ đâu đâu. Nè 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 nè. À, ra là vậy á. Ở trên cái thanh thức ăn mình có cái thanh hồng hạt. Wow, trông cũng dễ thương á. Cái này chắc nó sẽ giúp ích cho mình trong một số tình huống chẳng hạn như là ví dụ mình đang ở một nơi cao đúng không? Mình muốn đi xuống dưới an toàn thì mình có thể dùng cách bơi này. Ui nhưng mà nó tiếp đất cũng hơi nhanh nha. Không biết là có mất máu hay không nữa. Thấy cũng khá là nguy hiểm á. Ngoài ra thì nó còn cho mình thêm một cái nón. À cái này cho phép mình giảm cái thời gian mình uống những cái lọ thuốc hay sao ấy. Mình sẽ đeo vào thở. Rồi giờ mình sẽ uống cái lọ nước này. Đó. Nó sẽ nhanh hơn. À giúp cho những pha uống thuốc của mình nó cấp tốc luôn. Kiểu kiểu vậy. Ra là thế ha. Cũng hay, cũng giúp ích cho mình á.
Ủa cái gì vậy? Cái gì nó đùng đùng vậy? Ủa? Cái gì mới nổ đùng đùng ngoài nhà mình vậy? Trời ơi, mình đang ở đây mình chơi với mấy nhóc rồng đâu nè. Ôi coi coi, mình hút nè. Wow, công chúa cũng bị mình hút lại luôn nha. Wow, công chúa chạy đi đâu? Quý giờ, giờ công chúa muốn chạy không mình cũng hơi bị khó nha. Mình hơi bị có sức hút luôn. Mặc dù trong ngày hôm nay thì mình đã không thành công trong cái việc là xây dựng một cái máy farm Enderman để kiếm nguồn kinh nghiệm dồi dào. Thế nhưng mà mình cũng có được một vài cái món đồ mới tương đối là hữu ích trong thời gian sắp tới để có thể hỗ trợ mình trong những cái trận chiến. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những ngày kế tiếp. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.